thánh modia đại lục hòa bình lâu dài bởi vì thiên ngoại thiên thạch đánh úp đánh vỡ hết thảy nguyên nhân đến cùng là cái gì thiếu niên một tay cầm kiếm một tay cầm thương quyết tâm muốn trở thành thủ hộ sứ vì nhân loại mà chiến cơ duyên thân phận chân tướng hết thảy đều đang không ngừng quay chung quanh thiếu niên bắt đầu cuối cùng hắn sẽ lựa chọn trở thành nhân loại hy vọng thủ hộ sứ sao chương một thần trạch suối bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Trời sinh thiếu hụt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Súng ống sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Nữ hài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 5. Kết thúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6. Ly biệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7. Phá rồi lại lập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8. Học viện Đào Sư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Bị tập kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Kiếm thuật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.